thì 3 năm luôn. Tôi đi về đây là một ngày nọ đó là bắt đầu ông đi. Ông về rồi ông đi. Ông đi cũng lâu dữ lắm. Dạ. Đêm đi cũng như cả năm mấy vậy đó. Khôn lắm. Trời ơi, hiền khô cái này trời. Là quy chứ không phải rùa. Dạ. Này ông quy chứ không phải rùa. Quá đẹp. Và chính ổng đã chở tôi đi. Ông Quy. Ông Quy chở tôi đi. Mà lúc đó là thầy chưa tu. Chưa tu, và chính bác Sáu ở dưới đường, ở dưới cá he là ổng kêu tôi. Nếu mà tôi không trở về là tôi đi theo ông này chơi là tôi đi luôn. À. Tôi nằm và tôi... cái điều thứ hai nữa, cái này nó mới quan trọng. Dạ. Khi mà tôi ước và tôi đã đi về đất Ấn Độ rồi năm 2016. Mến chào cô chú anh chị em, hôm nay mình có duyên được gặp một vị thầy tu cũng lâu năm rồi, nhưng mà vì vấn đề hiếu thảo với cha mẹ thì không còn ai để chăm sóc mẹ già, do đó phải trở về một cái căn nhà tại tư gia để tu tại gia, nhưng mà kèm theo là phải chăm sóc cho mẹ già hiếu thảo. Thì qua quá trình mình đi lang thang mình có gặp và mình dừng lại mình hỏi thăm sơ bộ, thì thầy có một cái câu chuyện liên quan về vấn đề tâm linh. Đó là ông Quy, thầy tu tại gia, mà cái câu chuyện ông Quy mà lại bò về đây sống, và sống như thế nào, và thầy có kể rất là ly kỳ. Thì mời quý bà con cô bác cùng cao hớn mình sẽ đi một vòng về cái tư gia mà thầy tu tại nhà, cũng như vấn đề thầy sẽ chia sẻ một cái câu chuyện về ông Quy này liên quan về vấn đề tâm linh linh thiêng như thế nào. Mời cô bác anh chị cùng theo dõi nha. Thì nhà thầy phía trước có để mẹ Quan Âm, cũng liên quan về ông Quy. Lúc mà thờ mẹ Quan Âm này lên nè. Còn ở chính giữa thì ngôi Tam Bảo, thầy thờ Phật cũng rất là nhiều. Mặc dù thầy tu tại nhà nhưng mà thầy thờ cũng không thua gì ở một chùa. Quý bà con cô bác, bên trái bên phải thì cũng có ông Tiêu Diện hộ pháp. Còn ông Quy á, thì mình không biết là nằm ở vị trí nào trong nhà của thầy nè. Hồi nãy thầy có nói thì chút xíu thầy sẽ dẫn mình đi tìm kiếm ông. Bây giờ mình ra phía bên ngoài để mình trò chuyện với thầy. Hôm nay mình cũng có đi cùng với hai anh em. Thầy vô trong nhà hả? Thầy vô trong nhà kìa. Thầy vô chỗ ông Quy á. Thầy vô trong ông Quy hả? Ở đây thầy cũng có một cái chuông đồng nữa nè. Cũng hơi to. Ông Quy hiện tại giờ đâu rồi thầy? Ông Quy á thầy. Đây nè. Rồi. À, vậy là ông Quy sống gần vòng vòng trong đây. Thầy kiếm ông Quy. À, ông Quy nằm ở dưới đất tủ à. Đây. Ôi ôi, màu vàng cái kìa. Mình có thể di chuyển ra ngoài sáng được không thầy? Liệt lên. Dạ dạ. Ê, ông Quy cũng hơi to nè. Ồ, vàng khè luôn rồi nè. Hiền không thầy? Hiền. Ồ, cái đầu cái kìa. Ở trên này là thầy ghi chữ vàng á thầy? Chữ vàng. Đó là đệ tử nó ghi. Dạ. Dường như con hơi lạ vậy thầy ơi. Ông hơi ấy. Nó. Con lạ vậy á. Thầy là đụng cái đầu ông bình thường nè, thấy không? Dạ. Nếu chú đầu đụng ông là ông thụt vô liền. Con đưa tay vô là ông thụt vô. Nó gặp tay lạ. Ông Quy này cái tiểu sử như thế nào mà thầy nãy kể cho con, mà nói từ ở trên kia mà bò về tới nhà này là... Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa tổ của tôi. Dạ. Là chùa Thiên Phước Sảo Tre. Sư phụ là Thượng Lệ Hà Nhật ở chùa Sáu Tre, và đã xuất gia mười mấy năm thì thầy ở trên trển. Và tới khi cái nhân duyên đó thì ở trên chùa thì ông Quy ông vô thì chỉ bằng cầm tay thôi.
Đó. Rồi xong đó ông vô và bắt đầu là thầy đi về đây rồi nghe chân cái mùa dịch thì chỉ thị 15. Thầy đi về đây. Và vì không biết mà chỉ mấy năm nay mà ổng lớn gì đó, hồi trước thì chỉ có bằng cầm tay à. Vậy là khoảng 2 năm mấy hả thầy? Không có, đi về đây là gần 3 năm. Dạ, gần 3 năm. Nhưng mà ổng sống ở đâu mình không có biết, sự thật không biết. Nhưng mà giờ về đây thì tới lễ thì ổng về. Về thì ổng muốn đi đi chứ không có nhốt, không có bắt gì hết trơn. Dạ. Ổng sống tự nhiên. Tức là từ cái khoảng cách xuống đây là cũng hơi xa. Xa. Mà... Nhưng mà ổng sống cái lúc mà ổng đi cũng vậy đó. Nhưng mà mình không biết là ổng đi ở đâu. Dạ. Và ổng ẩn ở đâu, ổng sống ở đâu mình không biết. Thì hồi năm rồi ấy, thì rằm mùa Vu Lan ổng có về. Về chùa hay là về? Về đây. Mùa Vu Lan ổng có về. Về xong bắt đầu là thầy sẽ nghĩ là sẽ xuân đến. Là năm Quý Mão này ổng sẽ về. Nhưng mà ổng không có về. Dạ. Không về bắt đầu tới rằm tháng Giêng. Rằm tháng Giêng là nói ổng sẽ bắt đầu về. Thì một hôm nọ thì... tôi lên tôi hành trì thì tôi có nguyện vì ông Huy bây giờ là cũng lâu lâu quá trời rồi cũng nhớ rồi đệ tử cũng nhớ rồi bắt đầu mới nói thôi bây giờ còn chỉ còn cái tháng 2. Cái tháng 2 là 19 tháng 2 là lễ Vía Quan Âm. Dạ. Và bắt đầu tôi mà nguyện vậy thôi. Và đúng ra thì chiều 19 ông bò về. Bò về ông ở tới bữa nay luôn. Là bò đi. Về nhà hay là bò về chỗ? Bò về đây nè. Dạ. Tại vì thầy ở đây mà, ở đây nuôi mẹ mà, thì ông về đây. Nhưng mà trước kia đó là ở trên cái chùa kia cách đây theo như con đó đón á, là cái tầm nó mười mấy 20 cây số, chứ không phải là gần đâu. Cả chục cây số cho lên chứ không tới 1 chục. Không tới 1 chục. Cỡ 7-8 cây. Ủa, vậy là chạy vòng vòng. 7-8 cây. Vậy mà con đón trên 10 cây. Nhưng mà là hay một cái á, là sao ông lại biết nhà của thầy mà lại... chở xuống đây mới là hay, cái đó là mới điều và hay. Và một điều nữa thì xin sư phụ và tổ thầy tôi về đây nuôi mẹ thôi. Và tiếp tục hành trì cái cuộc đời xuất gia. Ông hoàng hóa lại sanh, ngoài ra không nghĩ gì hết. Thì về trước khi về nơi đây là quê hương đất tổ đây để báo hiếu mẹ thì tôi chỉ có phát nguyện đó. Thì bắt đầu là nó... rõ ràng thì Bồ Đề nó đã nổi lên như vậy đó. Đó là một cái động lực cho tôi trên cái bước đường mà tinh tấn đặng mà trước tiên thì lo cái báo hiếu, thứ hai nó tiếp tục cuộc hành trì đầu tròn áo vuông của mình. Dạ. Rồi ông Huy về đây ở với thầy cũng như đi và về là ở đây khoảng bao lâu rồi thầy? 3 năm. Thì 3 năm luôn. Thì tôi đi về đây là một ngày nọ đó là bắt đầu ổng đi. Ổng về rồi ổng đi. Ổng đi cũng lâu dữ lắm. Dạ. Đi đi cũng như cả năm mấy vậy đó. Khôn lắm. Trời ơi, hiền khô cái này kìa. Là quy chứ không phải rùa. Dạ. Này ổng quy chứ không phải rùa. Quá đẹp, ổng dạng rồi kìa. Hồi trước là có bằng cầm tay à. Ôi ôi, đi coi kìa. Là lúc thầy ngồi đây để tụng kinh gõ mõ thì ông Huy này có ra đây không thầy? Không, công phu có. Công phu phi á. Là ông ra ngồi kế thầy luôn? Không, ông nghe tôi trong hậu tổ đó là bắt đầu ông bò ra. Bò ra đi theo với giò. Đi theo với giò là mục đích đòi ăn. Đòi ăn? Đòi ăn. Dạ. Yeah. Ừ. Nghe chuông mõ thì niễn lỗ tai nghe. Ồ. Tức là thầy sẽ để cho ông đi tự do. Ông muốn đi đâu đi. Không, bình thường. Bữa hay bữa thì tắm sạch sẽ vậy đó. Tắm xà bông thơm không à. Dạ. Ông Huy này ăn gì á thầy? Ăn dưa leo, dưa hấu với rau cải được không à. Có dưa leo không thích dữ lắm. Dạ. Còn hồi nãy thầy nói con là cái ngày gì mà cúng Quan Âm hay ngày gì mà... lễ mà Vía sao Quang... mà sao mà ông Huy này về ngay cái ngày đó luôn á? Chiều 19. 19 là lễ Vía Quan Âm Bồ Tát. Là lễ vía là ông về. Ông về ông ở tới giờ đó. Dạ. Ừ. Vậy theo như thầy cũng như là cũng từng tu lâu năm. Và cái vấn đề này theo con nghĩ chắc cũng liên quan về một cái duyên hoặc là một cái tâm linh nào đó. Thì ông Huy này mới
từ xa xôi mà lặn lội về tới nhà thầy để trở về đây, chắc cũng liên quan một cái vấn đề tâm linh nào. Thì tâm linh thầy cũng phát nguyện, đây là cũng như là thầy khởi tâm lên thầy phát nguyện thôi. Thứ nhất là nguyện nếu đúng đây đất và lam á, thì cho bồ đề nó nổi lên làm cái động lực cho con. Cái thứ hai nữa là cái việc ông Quy á, là ông đi đi về về, cái này là thầy không có nuôi mà cái kiểu như mà nhốt hoa chuồng ấy gì đó. Cái này là tự để tự nhiên vậy đó. Mà ngặt một cái là cái ông Quy này ở tốt trên chùa trên kia, mà lại lúc mà thầy về đây mà lúc về rồi, đây ở lúc đó tôi có phòng riêng chảnh. Dạ. Ông có vô lúc đó bằng cầm tay à. Sau này một ông nữa, sau này ra là có một cái ông Quy nữa, ông về nhưng mà cái ông đó ông đi mất tiêu luôn tới giờ. Đi vô là làm bạn với cái ông này. À, nhưng mà cái ông đó là ông đi mất tiêu luôn, bắt đầu là chỉ còn ông này. Thường thì những ông Quy thì có tánh linh. Linh đúng rồi. Dạ. Rồi thầy có đặt tên hay là pháp danh gì cho ông Quy này không thầy? Không có, mà mình ghi chữ dạng và bắt đầu mình khai thị, mình nói chỉ vài lời vậy thôi. Đấy. Nếu là tôi với ông có duyên ấy thì khi mà ông bỏ lớp mai này thì ông ráng về cõi Phật và nghe kinh kệ vậy đó. Dạ. Với tôi thì chỉ mình nói tâm linh, mình nói cho ông nghe vậy thôi. Có lần nào mà ông Quy này về nhà thầy ở lâu nhất á thầy? Là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng á thầy? Có chuyến này lâu nè. Chuyến này ở lâu? Hồi tháng 2 tới giờ đó, 19 tháng 2 tới giờ đó. Mấy tháng rồi? Tháng 2 rồi, bắt đầu tới tháng 2 nhuận. Rồi giờ tháng 3, tháng 3 là bây giờ là tới tháng 4, mà gần 19 tháng 4 rồi, bữa nay là 14 rồi. Dạ. Bữa nay chân lễ sám hối nữa nè. Còn trước đó thì ông Quy về đây một vài ngày rồi đi? Không, về cũng không có nhớ nữa. Cũng như nhiều khi 5-3 ngày qua, nhiều khi ổng đi không hay. Dạ. Tới chừng ổng đi rồi dội đèn kiếm là ổng đi đâu mất tiêu, không biết luôn. Lúc mà ông Quy về đây thầy chắc cũng vui, và khi ông đi thầy có buồn không? Buồn, nhớ ổng chứ, ổng đi lâu rồi không về là nhớ. Dạ. Thì hồi năm rồi đó là mùa Du Lan ổng về. Ổng về bắt đầu là mất tiêu luôn. Bắt đầu mới nhớ. Nhớ bắt đầu đi ra và đài Quan Âm á. Thì cũng như mà mình chia sẻ nó, vợ là ông Quy xong đi đợt này chắc bị người ta bắt hay gì rồi. Mẹ Hiển Linh đúng ngày lễ nó, mẹ nó hộ trì cho cái tâm linh cho ổng về, thì đúng rằng bữa chiều 19. Đây là cái chuyện tâm linh thôi. Dạ. Cũng như mình nguyện trong tâm vậy thôi. Và có thằng đệ tử tôi là nó đeo theo tôi là nó biết. Là cái chiều đó là ông Quy này bò về vị trí nào mà thầy gặp đầu tiên nhất? Bò từ ở sau hè bò lên. Và thường thường là ông đi cái hẻm này. Dạ. Ông đi cái hẻm này, ông đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm trước. À, tức là bọc ra ngoài trước. Đây nè, ông đi cái hẻm này chỉ vị trí cho con. Dạ. Đây. Ông vô hẻm này nè. À. Đó, mới bọc ra đây. Rồi, bỏ đây ra đỉnh. Đó, ra đó, bắt đầu mới... Mẹ Quan Âm. Rồi, bắt đầu xong, bắt đầu là mới lê cái mai vô đây. Mới dạ. Bò lên đây. Tôi không có bồng ẩm ổng gì hết. Tự động ổng vô vậy đó. À. Tức là mấy cái bậc này cao quá là đi không được. Phải bò theo một cái đường mòn mà đường láng đi ra đó. Bắt đầu bò lên đây mà không biết cách làm sao mà cái bậc này không lên được nè. Tự động không lên luôn đó. À, tuyệt vời ha. Mộng lẹ lắm. Thấy gì vậy đó. Là ông có tánh linh. Đâu ấy gáy gà sáng đi cái tiếng. Thỉnh ông ra đây cái tiếng. Ra mà sáng nè. Để thấy dễ. Ông lẹ dữ lắm. Rồi người lạ dữ. Già lắm mà về hết trơn rồi. Mấy con kia sao con thấy nó màu đen nha? Không, tại nó chạy chưa tắm đó, tắm yeah. Kỳ một cái, ông đẹp dữ lắm. Theo như thầy thì ông Quy này, cái tuổi thọ thầy dự đoán là khoảng bao nhiêu thầy? Để coi tôi về đây là cũng như gần 3 năm rồi. 3 năm mà ở trên chảnh là... Trên chảnh cũng cả 5-6 năm rồi. 4 năm. Ông vàng nè. Màu vàng. Con kia cho gà chút xíu ông ơi. 2019. 2019. Hiền khô. Ông cũng cỡ 5 tuổi à. Dạ. 5-6 tuổi à. Ồ, 5-6 tuổi mà lớn như thế này là cỡ 5-6 tuổi. Rồi ông có chút xíu à. Về đây là chỉ cho ăn chuối không hả thầy? Chuối chín rồi là nhất là dưa leo. Tôi dạ. Chưa cho dưa leo ông ăn thường. Dạ thầy ngồi đó đi thầy.
cái ông ra mà. Dạ. Căng thử thầy, căng thử cái ông bao nhiêu? Ồ, 2 ký mấy. Đó. 2 ký rưỡi rồi. À, trước 400 gram à, 2 ký mấy. Ông rồi? Ông trước vừa căng ký 6. Ký 6. Ký 6. Ồ, mà mấy tháng rồi mà lên cả ký nữa. Đâu có, hồi năm gọi lắm. Một năm rồi lên 1 ký nữa, dặn ký. Giờ được ha, hôm nay 2 ký mấy? Dạ 2 ký lô tư, hơn 2 ký lô tư. Kìa, ông bò kìa. Ông chịu ông bọc đi đó. Ông chịu ông bò đi đó. Để ông đi đâu? Ông không có chịu cân. Không chịu cân. Không chịu cân. Không chịu cân. Dạ. À, cân hết chịu luôn. Kêu ông đưa lú với đầu ra chụp hình, khắp lú đầu ra chụp hình. Đây nè, cái nguyên nhân nè. Cái nguyên nhân tôi giỡn ổng nè. Dạ. Tôi hờ ổng nè, nó nứt con đường nữa nè. Nè. Bị nứt con đường nữa. Dạ. Nó con xin sám hối ông giỡn ở với ổng nè. Tại vì ổng về mừng quá đó. À, chị ta. Giỡn vô tình á. Vô tình. Vì hút tay chạy vớt xuống đó. Dạ. Vì ổng còn sống đó. Đẹp ha. Quá đẹp thầy ơi. Còn chữ A Di Đà Phật đó, đệ tử tôi ghi đó. Khôn ghê đó. Không có nhốt mà không có ấy vậy chứ. Cứ để tự nhiên vậy đó. Đúng rồi, từ ổng đi từ ổng về. Ờ. À. Mà thầy có hiện tại giờ thầy có phát nguyện là muốn ông ở đây về chung sống với thầy luôn không, để bầu bạn luôn không thầy? Không có phát nguyện gì, nhưng tại vì mà cái duyên của ổng, ổng đi về về thì cái tuổi thọ của ổng chứ mình biết sao vậy. Dạ. Nhưng mà ông này mà nếu mà tai nào không biết là không. Không biết ấy là chết à. Thấy chữ này người ta gặp ra cũng không dám. Không không bắt đâu. Tá mình gì rồi sao bắt được. Hay không? Ông bò vô. Bò vô. Để đấy tự động hả? Không khi nào ấy. Chừng nào ông ra ông đi ông ở ông về về. Dạ. Vậy tính ra là thầy có duyên với ông dữ lắm. Lúc trước ở trên chùa thì lại bò vô phòng của thầy. Rồi theo bằng đồng tay hả? À. Thầy về nhà này mà lại cái đường lối xa xôi như vậy mà ông lại tự mò về đây lại tới nhà thầy. Không, ở trên lúc đó là vô đó là nuôi ông cũng mấy năm chứ. Nuôi ngoài chùa mấy năm mà xong bắt đầu là đi về. Đi về rồi bắt đầu là cái thời gian đó là mới đây thôi. Chứ hồi trước nuôi ổng mà ngoài bự. Nhưng mà có điều đặc biệt em thắc mắc là tại sao mà lại ông Huy này biết đường nhà thầy mà lại và tôi về đây được mới hay. Chú em hỏi đó tôi bắt đầu tôi mới chia sẻ chú một cái việc nữa. Cái chú đó ông cự tôi nè. Tại vì trong khi đó đó là ông đi tới chùa Sở Tre ông phóng sanh. Dạ. Ông phóng sanh bắt đầu hai chú và bà xã chú mới làm cái dấu. Làm dấu xong đàng hoàng đó là con rùa. Rùa chú không phải con quy nha. Xong đàng hoàng hết trơn bắt đầu đi vô đó như vậy thì bắt đầu là mắc công chuyện Phật sự á. Bắt đầu mới nhốt ông trong cái xô á. Xong đàng hoàng hết trơn không biết như thế nào. Đó mà không biết cách sao mà ông ra. Ông ra rồi bắt đầu ông trở về cái nhà của hai vợ chồng chú đó đó. Trời ơi. Rồi bắt đầu đi cái bò cái đường mà đường bên chợ Lấp Giò mà chạy thẳng xuống đó. Dạ. Chỗ mà nhà xe bao phái rồi tiệm xe bao phái chạy thẳng xuống dưới đó. Là chỉ có một lần đó là tôi mới sợ đó. Bắt đầu là xong đàng hoàng chân bắt đầu người ta mới gặp. Người ta mới kêu. Thì trong khi đó bắt đầu hai vợ chồng chú đó chú nhận cái con đó lại bắt đầu mới lên chùa Sáu Tre. Bắt đầu mới cự tôi. Nói sao mà con kêu thầy là niệm Bồ Tát Quan Âm mấy rồi con thầy làm rồi là con nghĩ là thầy đã phóng sanh rồi ở dưới cái hầm á. Dạ, dưới cái hầm dưới Hồ Tre. Dạ. Là cái lúc đó là ở trước hậu tổ là cái hầm nó còn. Dạ. Đó. Nhưng mà tôi chưa làm thì tự nhiên ông xúc ra mà ông bò trở ngược để về cái chú mà đem vô phóng sanh á. Là khoảng cách bao xa thầy? Xa, đó đi đó. Đi qua bên lộ mà không biết ở trong khi đó là nó có cái sông cái nữa. Mà không biết nguyên nhân do nào mà tôi nói trừ cách cũng như mà ổng biến, ổng hiện thân ổng biến cho thôi chứ đâu có cách nào đâu mà cái con sông. Rồi ví dụ như bây giờ ổng qua cái cầu Lấp Giò nó cũng cả một cái vấn đề. Dạ. Mà không biết sao cái chuyện đó nó lâu rồi. Hy hữu giống như là có người mà bắt ổng đem về thả lại vậy đó. Ừ, rồi xong bắt đầu cái không phải là hai vợ chồng gặp, cái người khác gặp. Gặp cái bắt đầu cái mới kêu chú. Bắt đầu nói sao mà tôi con rùa của mày nói đem lên chùa Sáu Tre mày phóng sanh rồi sao giờ nó ở đây. Đó xong là hoàng chú mới bắt lại và bắt đầu lên mới cự nó thầy xin lỗi chú và cái này thầy không có biết được. Tại vì đây là cái tâm linh nhưng mà thầy
thì chưa có liền xuống cái hầm đó, tại vì cái hầm ở trước nó nằm ở trong trước khâu tổ lúc đó chưa có clip, cũng như là thầy chưa tụng kinh cũng như chưa ấy, chưa thả xuống hầm chưa có liền ổng xuống cái hầm lúc đó là cái chùa ngay chân chỗ hậu tổ, trước hậu tổ á chưa có clip lại mà ghê vậy đó chứ. Wow, nhiều cái tâm linh mà liên quan mình không thể giải thích được á thầy, như vấn đề ông quy của thầy, giống như vấn đề là con rùa mà thầy mới vừa kể, nó kỳ lạ là cái chỗ đó đó, không thể giải thích được. Và điều đặc biệt là thầy nói tại cái mảnh đất ở đây, thầy ở đây xung quanh thì lại không có cây bồ đề nào, mà thầy khi mà thầy về đây tu không, tại vì tôi ở với sư phụ ngoại là mười mấy năm rồi. Dạ. Là ở đây là bỏ thờ quan luôn, là cỏ cái này kêu cỏ mọc là quan lưu du luôn, thành ra đi về đây với mẹ bắt đầu mới báo hiếu cho mẹ, bắt đầu mới cải tiến lại. Cải tiến mà mình một vị tỳ kheo là phải có chỗ tu, phải hai chỗ hành trì, thì tôi có phát nguyện. Nếu cái căn duyên con xuất gia, con làm đệ tử của sư phụ con ngoại, thì giờ về đây báo hiếu mẹ, thì nếu mười phương chư Phật ba đời chứng minh, nếu cái tâm và cái con đường con đi xuất gia và con hành trì đúng thì làm cho con niềm tin, thì cho cái đất Già Lam, cái thổ này đó nó trở thành đất Già Lam và cho bồ đề nó nổi lên. Thì bắt đầu là cái đó này là thật sự thật là mình không hay luôn, tại vì khi đó tôi ngồi tôi mần cỏ đặng mà cho nó sạch sẽ rồi nè, và vô tình đó là tôi dơ cái dựa kìa, tôi còn liễn ngoài đó, đó cái dựa là tôi cũng như tôi phát vậy nè, tự nhiên sao tôi gặp nó nhỏ xíu à, hồi trước là nó có ni à, bây giờ nó hơi bự một chút. Dạ. Yeah. Là tôi mới gặp cái lá nó xanh mà nó có cái đuôi nó thòng xuống chấm xuống đất là tôi mới gọi bồ đề, thành ra tôi mới... Cái lúc thầy phát nguyện như thế đó, đến cái lúc mà thầy phát hiện ra cái cây bồ đề đã có mọc trên đó là nó khoảng cách bao lâu này? Không, mọc có chút xíu mình đâu có biết đâu. Không có, lúc mà thầy phát nguyện á, cái lời nói của thầy phát nguyện như vậy, lúc mà phát hiện ra cây bồ đề đã mọc cũng ở đó cũng không đó, nhớ luôn nữa. Là nó khoảng cách ra nó khoảng 3 tháng hay 5 tháng cũng như là mình phát nguyện trong tâm vậy thôi đó. Rồi tới lúc mằng cỏ thì mới thấy nó mằng cỏ mới gặp. Dạ. Và bữa hôm trời nắng là tôi thấy nó chết rồi, sao giờ tự nhiên xanh lại đó. Dạ. Có những điều tâm linh á mình không thể giải thích được, nó hành tôi đó, và nó có nhiều cái chuyện tâm linh lắm, nó quá lâu rồi không có nói ra được. Đây là cái ông này đây cũng nhân duyên với cái cuộc đời của tôi lúc tôi chưa xuất gia, và tôi nằm tại bệnh viện Vĩnh Thạnh. Yeah. Và chính ổng đã chở tôi đi, ông Quy chở tôi đi, mà lúc đó là thầy chưa tu, và chính bác Sáu ở dưới đường dưới cá he là ổng kêu tôi, nếu mà tôi không trở về là tôi đi theo ông này chơi là tôi đi luôn. À, tôi nằm, tôi còn nhớ cái phòng bệnh của tôi là số 11, và bác sĩ đã tới khám tới phòng số 9. Bác Sáu ông mới kêu, cái tên tôi ngoài đời là tên Lộc, ông mới đánh cái đít tôi, ông kêu tôi thức dậy. Dạ. Ông mới Lộc ơi, sao bữa nay mày ngủ dữ, là lúc đó tôi đang nói chuyện với ông này. Lúc đó là cái hồn của thầy đang nói chuyện với ông. Cái hồn tôi đi ra biển. Dạ. Đi ra cặp mé biển và tôi thấy ông hiện lên, ông mới dụ tôi đi chơi. Vậy tôi nói làm sao mà ông ở dưới nước, tôi ở trên bờ, tôi khôn lắm, tôi nói chuyện tôi khôn lắm. Tôi trên bờ làm sao, ví dụ tôi trèo lên lưng ông tôi đi, rồi làm sao mà tôi thở được. Thì trong khi đó như vậy á, ông mới há cái miệng ra, nó mới lọt ra cái hột mà nó xanh dần cũng như cái hột đậu vậy đó. Ông kêu tôi ngậm cái dòng mình trong giấc ngủ mà mình mơ mà. Và đây là tự nhiên, và tôi xuất gia và tôi bệnh là... Và bác sĩ không có trị, cứ kêu đi về không à, đi qua nằm hữu nghị cũng vậy đó. Không đón ra bệnh nữa này. Không có đón bệnh được. Đi qua là bác sĩ kêu về, đi lên thành phố và đi lên Long Xuyên cũng vậy. À, hồi là lúc đó tôi bệnh á, xong đó. Đàng hoàng trơn bắt đầu, ở bên căn là bên Đức Mẹ Diêu Trì đó, thì cái bà đó bà mới chuyển về đây và bà mới tìm. Bà mới nghe là ông nhờ nghe một cái vị này không vợ không con mà bệnh ấy gì, bắt đầu điều qua, bắt đầu từ đó bà mới đi xe 12 chỗ về, bắt đầu bà mới rước tôi đi về ngoài Lâm Đồng Đà Lạt ngoài. Giờ xong đàng hoàng chân bà mới gửi vô cái chùa Bửu Long. Và cái thời đó là cúng dường cho vị trụ trì chùa Bửu Long ngoài đó là 10 triệu
để làm cái giấy mà tam tự quy y và giấy bát bo. Là lúc đó là tôi pháp danh là ở ngoài nằm chữ Nhuận Phát. Sau này bắt đầu tôi mới trở về bắt đầu là tụng kinh bái sám, và khi trước khi tôi đi tu là chuông mỏ ở nhà tôi có sẵn hết. Dạ, có sẵn hết. Thầy cho con hỏi thêm về cái giấc mơ của thầy á, là lúc đó là năm đó là thầy bao nhiêu tuổi, và cái bệnh của thầy cảm thấy trong người như thế nào mà thầy đi bệnh viện mà bác sĩ lại không đoán ra bệnh? Lúc đó là nhờ bác sĩ Nhân. Bác sĩ Nhân là con của Út, là bác sĩ Nhân giờ ngoài lập vò. Lúc đó cái bệnh viện Vĩnh Thạnh là còn, dạ, chưa có chuyển về, là ông giám đốc Thanh Tùng đó, ông chưa có làm cái bệnh viện mà bán. Lúc đó là tôi bệnh đó. Lúc đó thì bệnh cơ thể thì như thế nào mà bác sĩ lại đó mình không gặp biết bệnh đó thầy? Nó lạ lùng lắm, mình không có nói được. Và tôi khi đi ra chùa Sáu Tre và tôi công quả ai cũng cười chứ. Tôi không ăn uống gì trơn mà tôi sống nhăn mà bốn lúc đó là ốm chỉ còn có 39-40 kg. Cái lúc nào mà ăn được ấy là nó được chừng 41 kg. Dạ. Rồi cái lúc nào mà thầy khi mà trở về nhà thì lại hết bệnh và thầy lên chùa Sách Gia đó, thầy không. Sách Gia tu đó. Không. Cơ duyên nào thầy gặp được ông Quy này và thầy có liên tưởng đến giấc mơ đó không? Lúc đó là tôi ở ngoài Lâm Đồng là Lạc Má. Dạ. Ở ngoài Tam Bảo lúc đó là còn nằm bên Căn. Bên Căn là lúc đó là nằm bên mẹ Du Trì. Dạ. Xong đàng hoàng tôi mới trở về đi ra chùa Sáu Tre đặng cúng Phật thôi. Đó. Thì năm khánh thành chùa ngoài ngoại thì cắt băng khánh thành để động thổ ra làm đó. Thì sư phụ mới kêu đi ra ngoài và không có hứa. Những ngày nọ thì sáng tôi tụng thời Du Lan báo hiếu tại đây, cái tự nhiên là 8 giờ sáng vậy là tôi đi tới giờ luôn. Ngày 2000, cuối năm 2009, 2010, 11, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hôm nay 14 năm. Dạ. 14 năm là ở ngoài sư phụ, ngoài 11 năm mấy mới về đây. Ở Sở Tre, ở chùa Sở Tre. Rồi thầy lúc ở ngoài mà mấy năm trước mà thầy gặp ông Quy này đó, rồi thầy có nhớ trực lại cái liên tưởng, cái giấc mơ của mình ngày xưa? Nhớ chứ. Thì xong như vậy á, thì cái lúc mà tôi kêu ông đưa về đó là lúc đó tôi chưa có thức. Dạ. Là lúc đó bác sĩ đang tới khám bệnh và bác Sáu ở dưới cây hè, ông nói giờ chắc ông chết rồi. Ông mới kêu tôi thức dậy, và chính ông dỗ vô đích ông kêu tôi. Bắt đầu lúc đó tôi đang tạ từ ông, thì bắt đầu là tôi còn nhớ ông nổi lên cái mặt nước như vậy, là chưa kịp đi chân là bác Sáu ông quýnh cái đít tôi đau quá đó, và tôi mới mở mắt ra. Thì giật mình thức dậy là bắt đầu là bác sĩ tới phòng số 10, rồi bắt đầu tôi ra tôi rửa mặt, là bắt đầu là tới phòng số 11 là khám. Lúc đó thầy còn nhớ rõ trong giấc mơ là ông Quy mà giống như ông Quy hiện tại bây giờ không thầy? Không, bự lắm. Bự. Nó bằng cái thúng dạ lận mà. À, kể thầy được mà ha. Bằng cái thúng dạ lận. Thì xong đàng hoàng chân. Khi đó tôi mới về. Tôi xuất viện tôi mới về. Về xong đàng hoàng chân bắt đầu tôi mới mua một ông. Tôi đi xuống chùa với ông Bảy á. Tôi kêu ông Bảy không à. Tại chùa Phước Ân với Cái Bường á. Dạ. Là có dính với mẹ, có bà con với mẹ, là hồi đó là đi theo mẹ, với là lúc đó là ông Bảy là thân phụ của ông Lệ Thành, Lệ Hoa. Lúc đó tôi còn nhỏ là đi xuống dưới. Bây giờ ông Lệ Thành đã mất, ông tịch mấy năm nay rồi, bây giờ còn Lệ Hoa. Thì thường thường đó là tại vì sư ông của tôi là thường thường gọi là ông thầy ký đó, là cái gốc tổ của sư ông là nó nằm dưới đó. Yeah. Tết thì lúc nào cũng đi xuống đó đặng mà đảnh lễ tổ hết trơn. Xong đàng hoàng hết trơn thì lúc đó bắt đầu tôi mới mua. Lúc đó mình không biết. Con nằm trong giấc mơ vậy thì thôi. Con mua một ông rùa vậy đó. Tôi mới phóng sanh tại cái đài Quan Âm. Cái đài Quan Âm mà trước chùa Phước Ân ở dưới Vĩnh, xã Vĩnh Thạnh á, là chùa Cái Bường á, kêu gọi là chùa Cái Bường Vĩnh Thạnh á. Tôi có phóng sanh như đó.
Rồi bắt đầu xong sau này bắt đầu công quả, công quả xuất gia, mà công quả đâu có nhiêu đâu. Người ta trong luật là 3 năm. Mà tôi vô mới có mấy tháng là sư phụ tới tháng 7, rằm tháng 7 mùa Vu Lan cũng cho xuất gia luôn. Là tới giờ đó. Thì người thiết là lạ lùng, sư phụ cũng lên tiếng gì cái tự nhiên bắt đầu là tôi hết. Không uống miếng thuốc nào hết. Sư phụ nói cân phần của mẵng thôi, lớn quá thôi, tới rằm tháng 7. Họ còn hỏi trước á. Bây giờ con vô đây, con làm công quả gì đây? Bây giờ sư phụ tính chừng nào cạo đầu con cho con xuất gia? Sư phụ nói đi. Rồi con tính. Hỏi mà như hỏi ổng, như hỏi ông nội vậy đó. Dạ. Yeah. Cái lúc đó căng nó hành mà. Hỏi sư phụ vậy đó. Hợp chúng lại. Tại vì lúc đó là một tuần lễ hợp chúng một lần. Một tuần lễ là chùa sẽ treo ngoài hợp chúng lần lần. Cái sư phụ nói thôi tới rằm tháng 7 sư phụ cho con xuất gia. Thì tôi là xuất gia ngay chăng rằm tháng 7 năm 2010 đó. Rồi tới này thì điểm này thì thầy là có căn duyên để được gặp ông Quy trong vòng 3-4 năm nay. Rồi thầy kì, không có cảm giác thầy như thế nào khi có liên tưởng đến cái giấc mơ. Hồi đó ổng nhỏ xíu là đó, ở ngoài chùa Sáu Tre là cũng cỡ 5 năm rồi. Cũng cỡ 5 năm. Tại vì đây là 2 năm mấy rồi. Dạ, 2 năm mấy. Ý con hỏi là thầy có cái cảm nghĩ, suy nghĩ gì khi giấc mơ của thầy và cái hiện thực bây giờ thầy được ông Quy mà luôn về thì đây thăm nó, thầy. Thì nó có dính vậy đó. Nó có một cái chuỗi. Bắt đầu mình mới liên tưởng lúc mình bệnh trong giấc mơ mình gặp chị. Và cái điều thứ hai nữa, cái này nó mới quan trọng. Dạ. Khi mà tôi ước và tôi đã đi về đất Ấn Độ rồi năm 2016, tôi phát nguyện Đức Từ Phụ Bổn Sư, nếu con có đủ nhân duyên cho con về. Và hiện tại bây giờ tôi cũng thưa với chú, Đức Từ Phụ Bổn Sư có cái bụ bói trên đó đó. Bụ bói đó là tại đất Ấn Độ tôi đem về đó. Trên đó đó. Có thể thầy bật mí được không này? Không, không có nói được. Không nói được. Thầy có bảo bói. Đó là tại đất Ấn Độ đó. Tại vì tôi đi đất Ấn Độ năm 2, đi về đất Phật là 2016. Đó là tự nhiên sư phụ cũng kêu đó. Và chùa Sáu Tre là mấy huynh đệ là chỉ có mình nên tôi, và trong khi đó là có cháu sư phụ. Là tôi mua vé cho ông đi, là cái ông mới gì hôm nãy đó. Vậy tính ra tôi nói thiệt với chú, tâm linh rất là linh. Phát nguyện là có. Không bao giờ tôi nghĩ này. Phát nguyện là có. Vậy tính ra thì thầy cũng có căn duyên thuộc về bên mình tu Phật Pháp rồi. Thứ nhất là cái vụ mà thầy bệnh không có liên quan về căn bệnh nào. Bác sĩ thì lại đó không ra, mà lại có một cái dắt chim bao điềm báo là ông Quy. Mà hiện tại bây giờ trong 5 năm trở lại nay thì thầy đã được cái ông Quy giống như là cặn kề bên nhau. Đó cũng liên quan về vấn đề tâm linh. Thưa thầy với chú, sư phụ cũng lên cho xuất gia đó là tự động hết bệnh. Dạ. Không uống miếng thuốc nào hết. Khiến cho để đi xuất gia. Nó ngộ vậy đó. Và điều thứ hai nữa thì cũng như chú chia sẻ đó. Tại vì thầy về đây cũng như thầy ẩn thôi. Chứ thầy không có đánh bồn, đánh bát, không phô trương, không có gì. Yeah. Đây là tại vì tâm thành. Nếu thưa chứ chú, cái ngọn lửa mình đã nhúm lên rồi, mà để nó tắt, nó nguội, nó lạnh, làm sao nhúm lại được? Khó lắm. Thành ra đã dự tính trước, có chia sẻ với sư phụ, thì sư phụ cũng kêu làm đi. Thành ra là nói với chú, vấn đề mà chú thắc mắc nó dị dị đó. Thành ra là nói với chú đây là cũng cái nhân duyên lớn của mình. Dạ. Chứ đâu phải dễ đâu. Dạ, vậy con cảm ơn thầy rất là nhiều á. Đã chia sẻ cho con biết được cái câu chuyện có thật xảy ra trong giấc mơ cũng như cuộc đời của thầy về liên quan đến ông Quy rất là tâm linh ạ. Câu hớn mình xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn cô bác anh chị em đã theo dõi ạ. Mô Phật.